Rồi chào bác nha, chúc các bác một ngày mới vui vẻ nha. Thì hôm nay đẹp trời nè. Dạ con dân mà F 54T nha. Máy về Ninh Thuận nha. Ninh Thuận ở khúc nào anh? Thuận Bắc. Thuận Bắc nữa hả? Dạ chị chung với cái ông bác 4708 luôn rồi. Đây. Vỏ còn rất đẹp nè, đang cho thợ vô bảo dưỡng ở này dặm sơn dưới phủ cái bóng cho ông anh mình nha, cho nó đẹp lên. Về Ninh Thuận nha. Đang bắt kiếm nha, dây chằng vô cho ông anh mình. Ông anh với ông bác mình vô cho máy con lẹ luôn nha. Bảo dưỡng rồi này dặm sơn quét lại dưới cái thứ hai nào phủ cây bóng lại cho ông anh mình luôn. Đây. Ông anh mình chốt cái màu gọn lẹ luôn nha. Dân ma F 54T dòng máy cày dân ma đời mới nha. Dòng này gì 51 mã lực nha. Đây. Bằng vỏ luôn nè. Này phủ cái bóng vô là nó rất là bóng luôn nha. Về Ninh Thuận. Các bác nhà mình ai đang quan tâm các dòng máy Kubota hoặc dân ma thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Cửa hàng Nam Cơ Hưng Phát, địa chỉ ấp Long Bình A, xóm Hậu, quận Lê Dung, tỉnh Pháp nha. Hiện tại bên cửa hàng cái dòng dân ma này còn rất là nhiều cho các bác mình lựa chọn nha. Các bác nhà mình ai đang quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Kubota và dân ma từ 26 mã lực cho đến 70 mã lực nha. Thì hôm nay là giao này về Ninh Thuận nha, giao về trong ngày cho ông anh mình luôn. Bảo dưỡng xong hết là lên xe nha. Rồi này đang lên kéo bóng cho bác chủ mình nha, dưới cho ông anh mình nè. Anh em anh mình nè, đi từ Ninh Thuận vào xem máy trực tiếp nha, chú màu còn lẹ luôn. Ok ok, chỉ như vậy. Lên bóng toàn bộ cho anh mình luôn à. Xịt giáp của máy luôn. Các bác nhà mình ai đang quan tâm các dòng máy dân ma hoặc Kubota thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Nam Cơ Hưng Phát nha. Đây. Rồi lên xe nha các bác ơi. Này. Dân ma F 54T nha, máy về Ninh Thuận. Này. Bảo dưỡng sơn vết hoàn toàn miễn phí nha. Bảo dưỡng cho bác chủ nè, sơn vết nè. Sơn xong mình phủ cái bóng lên rất là đẹp luôn nha các bác, rất là bóng luôn này này. Rất là bóng luôn nha. Vỏ rồi này. Các bác nhà mình đang quan tâm gì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Bảo dưỡng sơn mới lên nguyên con, nhìn quá đẹp. Tức là vip luôn. Sơn làm đẹp lên hết. Vỏ mâm gì sơn đẹp lên hết luôn nha. Rồi gỡ cái mua che nắng xuống nha các bác ơi. Lên xe về trong ngày luôn nha. Về trong ngày cho bác chủ mình luôn. Máy quá vip luôn, làm mới lại nguyên con, nhìn rất chia đẹp luôn nha các bác ơi. Cửa hàng này là mình xả bao bảo dưỡng nè, bao sơn phết làm đẹp máy hoàn toàn miễn phí hết nha. Với cái hai là bao xe vận chuyển tới nhà cho mấy bác mình hết luôn nha. Này, về Ninh Thuận nha, về trong ngày luôn. Rồi chú chủ rồi đồng phát tài nha. Máy cài dân ma F 54T nha, máy về Ninh Thuận nha. Các bác nhà mình ai đang quan tâm các dòng máy Kubota hoặc dân ma thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha.
Ông anh mình nè. Ông anh vào bác bên đây. Rồi. Các bác nào đang quan tâm cái nhà máy của ta hoặc Yamaha gì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Nông Cơ Hưng Phát nha, địa chỉ ấp Long Bình A, xã Hậu và đi ông Kính Pháp nha. Hotline là 033 8955 92 nha.